sinh nhật của Boy. Boy là con trai của mình 6 tuổi. Hôm nay sinh nhật của Boy mà đang mùa dịch này, cho nên mình không nghĩ là đi mua bánh sinh nhật nó khó. Hello. Giống như bình thường á thì mình đi đến mình mua rồi mình kêu người ta viết chữ như thế nào đó thì người ta viết xong rồi mình đem về rất dễ. Mà hôm nay ba đi làm về, ba đi mua mà người ta không có, người ta nói là đi mua mấy chỗ luôn mà người ta nói là bánh sinh nhật hay nè, bánh gì thì giống như mấy cái bánh bình thường á thì mình mua có nha, còn như bánh sinh nhật đó là mình phải đặt trước người ta mới làm chứ không có giống như bình thường. Không có giống như bình thường mà mình giống như bây giờ dịch thì người ta không có đi chơi, không đi ra ngoài được ha, nên người ta không có làm nhiều. Boy. Hôm nay sinh nhật Boy. Boy muốn ăn gì nè? Boy muốn ăn gì à? Boy lỗi đi nè. Boy. Boy muốn ăn gì? Boy ăn gì? Boy lỗi đi. Gió mà ăn gì à? Con ăn cái mà. Hả? Thế còn này chocolate. Tại vì mua bánh sinh nhật không có, cho nên ba mua bánh mì thì cũng có nhiều loại nhiều vị. Bình thường á là Boy cũng rất là thích ăn bánh mì với lại trái cây. Bánh mì với trái cây là coi như là món ruột của Boy luôn, có thể mà ăn mà trừ cơm được luôn. Nhớ ăn sạch mấy à. Nè có chế gì à, có chế đồ quá sạch nha. Có ai xịt cái bỉ một hả? Nè có ai xịt mẹ mặt xịt măng cổ ạ. Măng cổ nè có ai xịt cái lỗ ạ. Có ai xịt nè, có ai xịt cái gì ạ? Có ai xịt xịt mà bà mình nhìn cái nổ. Xin mời mọi người mừng sinh nhật với con trai mình nha. Quà thì ba lúc nãy có mua quà về, mua mấy chiếc xe cho ba chơi, xe nhỏ nhỏ thôi, ba thích là những món đồ nhỏ nhỏ như vậy. Bây giờ ở bên Malaysia mọi người, ở bên đây á là đang cách giãn xã hội đợt 2, mà đợt đầu á là cách giãn xã hội trong mấy tháng, bây giờ tới đợt 2. Đợt 2 là cách giãn xã hội của em Sô sao bây giờ các kỷ lục cho anh này hả? Thì cá ở Linua mà các giãn xã hội bây giờ là hơn 1 tuần rồi mà cái số ca nhiễm của bệnh không có giảm, vẫn 3.000 mấy 4.000 mấy 3.000 mấy 4.000 mấy vậy đó. Mà ở bên đây á mà các giãn xã hội á là mình muốn đi mua đồ hay này kia là mình chỉ có đi mua trong phạm vi 10 km thôi, là từ nhà mình đi lại đó mà được có 2 người thôi. Mà khi đi mua thì trước khi mình vào trong siêu thị thì đương nhiên là người ta cũng đo nhiệt độ nè, rồi người ta có bao tay này kia cho mình bao đó, người có giữ khoảng cách này kia nữa. Mua đồ xong lại đi về, chứ muốn đi chỗ khác cũng không được. Chỉ có khi nào mà giống như mình đi bệnh viện hay này kia đó thì cái đó là trường hợp khẩn cấp đó, thì cái đó mình không nói. Còn ngoài ra tất cả các trường hợp khác là nếu muốn đi đâu mà mình cần phải đi là mình phải đi ra ngoài quăng ra ngoài cảnh sát, ra ngoài công an mình xin cái giấy đi đường, là mình đi từ đây đến đó để làm gì là có cái giấy đó mình mới đi được. Tại vì đi á là nó có mấy cái chốt mà cảnh sát nó đứng đầy đường, thế là nó hỏi mình. Còn nếu như mà mình đi còn không có là nó không có cho mình đi.
không có là nó hỏi mình đi đến đó làm gì, cho cái lý do gì mà mình nói mà lấy lý do không tin đó là nó không cho mình đi, bắt mình quay quay đầu xe lại. Mà trong mùa dịch này nhá, mình đi mua đồ á, mình nếu mà mình không đi mua đồ được á mà mình đặt hàng online nè, mình đặt hàng online mà người ta giao lại nhà mình á, giống như ở đây á, nhà mơ mà đặt mua hàng nhưng mình không có đi siêu thị, không có đi chợ thì mình mua, mà nhà mơ đặt á là nó đã full hết rồi, phải tới 3 tuần mới giao được. Tới 3 tuần mà đặt từ hôm tuần trước mà cho đến 30 cây nó mới giao. Mà giống như bình thường á là nó giao là nó giao miễn phí nha, mình mua khoảng chừng 500 ngàn trở lên á là nó đã giao miễn phí rồi. Mà trong cái mùa dịch này á, mình mua là giao à, nó hẹn giờ mình đến mình giao và nó tính phí mình nữa, chứ nó không có miễn phí giống như bình thường. Mà mua hàng hay đặt tới mấy tuần cả tháng trời thì theo á, nếu như mà nó hàng nó nhiều hơn nữa, nhiều người mua hơn nữa thì cái thời hạn nó lâu hơn nữa. Chứ nó không có giống như bình thường của mình không, bình thường của mình á, bình thường của mình đặt từ bữa nay, ngày mai hoặc là bữa nay gà thêm hồi là nó vô rồi. Môi mùa lễ tôi thật mát. Coi nó tại TV. Bói nó coi TV. Coi coi phim hoạt hình. Hôm nay sinh nhật của Boy, sinh nhật Boy 6 tuổi. Mà nhớ lại cái ngày này mà 6 năm về trước á, là lúc đó là mình chuẩn bị đi sanh Boy. Thì mình vẫn là đi, mình vẫn đi khám điều đặn nha, khám theo lịch của bác sĩ. Và bác sĩ nói á là 21, bác sĩ nói là 21 tay là mình sanh, dự kiến sanh là 21 tay. Mà hôm đó là 21 tay á, là lúc 7-8 giờ tối là mình vẫn gọi điện cho bạn, vẫn gọi điện cho anh chị em nói chuyện tám xong nha, vẫn còn đang tám. Ai cũng hỏi ủa chưa sanh hả, nói tới ngày dự sanh rồi mà chưa sanh hả, nói chưa nữa, mình không biết sao mà mình chưa tới ngày dự sanh, chắc là nó chưa muốn ra đó. Cái sau khi mình nói xong á, mình nói điện thoại mình tắt xong á, nó thôi đi ngủ đi, giờ thì cũng 8 giờ thôi mình tắt mình đi ngủ. Từ mấy giờ tắt đi ngủ cái mình cảm thấy là nó có cái dấu hiệu mà sắp sanh. Cái em thấy là mình lật đật mà đi xách đồ vô bệnh viện, nằm chờ. Thì đó là khoảng tầm 9 giờ mấy tới bệnh viện là 9 giờ mấy, là bệnh viện thì cũng gần nhà, đi 10 phút tới rồi. Vậy mà mình cũng rất bình tĩnh nha, mới sanh lần đầu nhưng mà mình cảm thấy là mình biết là mình có sanh rồi á, là mình cũng đi tắm nè, đi gọi đầu nè, thay đồ rồi, hết đồ đạc này kia, vô bệnh viện nằm đó. Tại vì nó mới mà nó cũng chưa có đau lắm nha, mình cũng nói chuyện đồ này kia với y tá này kia nằm đó nói chuyện thôi. Thì đương nhiên đau bụng sắp sanh em bé mà, thì cơn đau nó càng ngày nó càng mạnh vậy đó. Mà mình đau cho đến 4 giờ chiều ngày mai, nó là từ 9 giờ tối ngày hôm nay không, mình đau cho đến 4 giờ chiều ngày mai mà nó không có mở ra nhiều mọi người, nó mở mới có 6 phần à, mới 6 phần à. Mà bác sĩ là thấy mình đau lâu quá rồi, đau lâu quá là sợ em bé ngợp á, cho nên chuyển viện cho mình. Thì cái đó là bệnh viện gần nhà và chuyển lên bệnh viện chuyên, chuyên về mà bà mẹ trẻ em á, giống như ở Việt Nam thì là chuyên là thường là chuyển đi từ vũ vậy đó, họ cũng như vậy. Vậy là mình đi thì 4 giờ chiều ngày hôm nay mình đi, bắt đầu đi lên đến bệnh viện đó rồi nằm rồi kiểm tra rồi chờ rồi này kia. Thì bác sĩ chuyên đó là nói là khả năng mình là có thể sanh được,
vậy đâu. Mà mãi chờ cho đến mấy tiếng đồng hồ nữa là mình đau gần gần chết đi sống lại luôn đó. Mãi chờ cho đến 8 giờ rưỡi tối là bác sĩ mới quyết định mổ cho mình nha. Quyết định mổ cho mình thì 8 giờ rưỡi bảo đầu chích thuốc rồi này kia rồi đi lên nên bằng mổ, mổ xong được 9 giờ tối. 9 giờ tối là mình ra. 9 giờ tối mình ra là lúc đó thật sự là lúc đó là còn hút đau rồi, hết đau rồi mà lúc đó cảm thấy rất là lạnh. Rất là lạnh. Rồi mình ra mình nằm. Nằm chờ khoảng 20 phút. Bác sĩ đo, bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe mình thấy bình thường rồi, bắt đầu lúc đó mới gặp em bé là 20 phút, chắc tầm đúng nhất là khoảng 30 phút. Xong rồi khi ra khỏi phòng mổ rồi là 30 phút là nằm mới gặp được em bé. Thật sự là cái cảm giác của mình là thật sự là dở hòa luôn á. Lúc đó gặp mình nhìn, mình cũng không biết nói làm sao. Mình nhìn nữa, sao nhìn nó giống mình dữ vậy ta. Mới đó mà bây giờ là 6 năm rồi, con mình đã 6 tuổi rồi. Mà bây giờ thì đang học mẫu giáo. Đang học mẫu giáo mà tình hình dịch bệnh này á, học mà ở nhà học online chứ cũng đâu có đi học đâu. Cũng đâu có đến trường. Hiện ngày học online ngày 4 tiếng rưỡi vậy đó. Từ 8 giờ học đến 12 giờ ở nhà học. Ở Mà Lai này, ở bên Mà Lai á, mà đang trong dịch bệnh này á, là tất cả các trường học rồi này kia đóng cửa hết. Nhưng mà chỉ có là những cái lớp mà dự định thi cuối cấp hay giống như là lớp 12 mà chuẩn bị thi lên đại học á, thì cái đó là phải đi học để đi đến mà thi. Còn tất cả các lớp khác thì được ở nhà học online. Nhưng mà giống như nhà những trẻ này kia là vẫn được mở. Tại vì nhiều người ta đi làm á, ngoài những trẻ cho nên người ta cho mở. Thì vô coi sực nha. Ê, anh đi không? Mâm bởi quay lại lắm. Cô dùng áo sực chỉ cô mua lại, cô lại lỗ á, cô lại tổ ai chứ còn chửi ấy. Thầy với bọn hello kìa. Thầy với bọn hôm tối giờ là thầy bói bì mà. Hôm tối giờ là thầy bói bì. Bói bì ở phòng nha. Hello. Hello nhìn cho thầy. Em đi bún. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc nha mọi người. Nếu mà mọi người thích kênh của Mơ, xin vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người luôn may mắn, sức khỏe, hạnh phúc. Và hẹn gặp lại ở video lần sau nha. Bye bye. Bye.